các bạn theo chân mình nhấc vó nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ cầm cái dây này, kéo cái cần kia xuống, nhấc cái vó đi. Hẹn là 3 ngày, đúng hôm nay mình mới được đi cất vó đây.
À mì đâu? Mì cha thôi. Ờ. Bằng này đi mọi người ơi, thành quả này. Thành quả của mẻ võ đầu tiên. Mấy con trôi này, to phết nhá. Chào mọi người, 3 ngày sau mình sẽ lại nhấc, mình sẽ quay cho mọi người xem.